Dạ vâng em ạ, xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay là ngày 29 tháng 12 năm 2021. Em là Lan Rừng Bảo Tú, số điện thoại liên hệ là 0368 468386. Hôm nay thì em chia sẻ với cô chú anh chị một cái lô, em có về được cái lô quế trắng tháng 8 hay còn gọi là quế Lan Hương. Rất là đẹp, thơm nha cô chú anh chị. Và đặc biệt là em hôm nay em nhập cái lô quế Hòa Bình cho nên là rất là được nhiều quý cô chú anh chị ưa chuộng đúng không ạ? Trước tiên thì em sẽ xin phép và giới thiệu cái lô giáng hương tam bảo sắc hoa vàng rừng Bình Thuận. Ở đây em có còn ít hàng thanh lý thì là 100.000 cho một ký nha cô chú anh chị, 100.000 cho một ký hàng tam bảo sắc thanh lý này. Tiếp theo em có một lô tam bảo sắc xếp. Nói chung là em lựa cái hàng xếp ra như vậy về cô chú anh chị trồng đó, nhiều rất là nhiều cô chú anh chị ưa cái hàng này. Cô chú anh chị mình chấp nhận cái giá cao hơn một chút nhưng mà mình được cái hàng đẹp đúng không ạ? Thì em bán là 180.000 cho một ký tam bảo sắc xếp nha, rất là đẹp như vậy luôn. Tiếp theo thì em vẫn có cái phân dê nhà làm rất là an toàn hiệu quả luôn nha. Em bán là 30.000 cho một ký thôi, 30.000 cho một ký. Nói chung là phân này em xử lý hết rồi đó, hàng nhà làm để phục vụ nhu cầu của gia đình cho nên là rất là an tâm để sử dụng nha cô chú anh chị. 30.000 cho một ký và em bao ship từ 5 ký nha cô chú anh chị, nào mua 5 ký thì em sẽ bao ship đó, rất là rẻ luôn. Quế trắng tháng 8 thì em sẽ xin vào giới thiệu chi tiết từng hình một luôn. Nói chung thì quế thì giá nó cao hơn tam bảo sắc khá là nhiều nhưng mà hoa của nó cực kỳ là thơm nha, hoa thơm với cả nở vào tháng 8 đấy, rất là đẹp. Nói chung là đệ nhất hương luôn, cực kỳ là thơm. Ở đây quế Hòa Bình thì nó khá là đẹp so với quế của cái vùng Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi đúng không ạ? Lá của nó không được xếp bằng nhưng mà được cái nó lá rất là to, lá to, lá đều đó, và thuần lên, khi mà thuần lên thì sẽ rất là đẹp. Ví dụ cô chú anh chị mua cái dòng này về thì nó ít khi là bị rụng lá chân, rất là ít khi bị rụng lá chân nha. Và ở đây thì lúc nãy em có thử cắt tỉa qua nhưng mà bởi vì là rễ nó còn xanh và nó rất là tươi cho nên là em để y như vậy luôn về cô chú anh chị mình trồng đỡ bị chột. Em vào giới thiệu hình số 1 luôn. Hình số 1 là em có 3 cây. 3 cây này về cô chú anh chị mình ghép theo kiểu thác đổ nha. Đó, cô chú anh chị ghép vào lũa. Cô chú anh chị mình ghép vào lũa đi. Bởi vì là cái này không phải là xếp đứng cho nên là ghép vào chậu nó không hợp lắm. Cô chú anh chị mình ghép vào lũa. Sang năm sẽ có một giò rất là đẹp luôn, 220.000 cho mã số 1. Tiếp theo mã số 2. Mã số 2 thì em để hai cây thôi, hai cây này về cô chú anh chị có thể ghép chậu được nha. Ghép chậu được nha. Đây lá này. Đó, nói chung là lá chưa nói đến cái vấn đề là hương hoa nha. Riêng cái bản lá của quế Hòa Bình là rất là dễ nhận ra đúng không ạ? Nó khá là khác so với bản lá của quế Bình Định hay là quế Quảng Nam, Quảng Ngãi. Lá này bị nhăn một chút này. Nói chung là nhăn 2-3 lá này, nhăn khá là nhiều lá đấy chứ. Đó, thì cái mã số 2 cũng 220.000 đi. Bởi vì lúc nãy em không để ý ở đây có một cây quế lá nhăn. Quế nhăn này 220.000 mã số 2 luôn. Mã số 3 là một dề có 2 cây thôi, một mẹ một con thôi, rất là đẹp, 200.000 cho mã số 3. 200.000 nha cô chú anh chị, mình nhìn bản lá là cô chú anh chị biết rồi đúng không ạ? Mã số 4 rất là dễ phân biệt thôi. Mã số 4 thì ở đây có một cây là cô chú anh chị mình mua về nó không có bị chột này, vì nó đang ra rễ con, rễ mới rồi đây này. Rễ mới này nó không bị ảnh hưởng rồi này. Đó, và những cái rễ này nó còn tươi, về nó sẽ rất nhanh hồ nha. Mã số 4 cũng 200.000 cho mã quế tháng 8 số 4. Mã quế số 5 là một cây quế lá nhăn. Một cây quế lá nhăn nha. Quế lá nhăn về cô chú anh chị ghép vào lũa, chỉ cần một cây một thôi. Sang năm ra nó sẽ rất là đẹp luôn. Đấy, mã số 5, cây quế lá nhăn mã số 5, 400.000 cho số 5. Mã số 6 thì có 3 cây, 3 cây tất cả có một cây một mẹ một con này. Đó, 3 cây tất cả có một cây một mẹ một con.
220.000 cho mã số 6. Mã số 7. Mã số 7. Cây khá là đẹp. Những cây như vậy về cô chú anh chị mình ghép thì nó rất là mau hồi. Đó. 200.000 cho mã 220 cho mã số 7. 220 luôn. Mã số 8 thì cũng là một rể một không có một cây thôi. Một cây khá là to và một cây rời. Cây này thì cũng nhanh. Nha, mã số 8. 220.000 cho mã số 8. Mã số 9 thì có một rể này, một rể một mẹ một con nên vòi hoa của nó rất là dài. Vòi hoa rất là dài, một cây rời. Và mã này 200.000 cho mã số 9. 200.000. Tiếp theo mã số 10. Mã số 10 có 3 cây tất cả. 3 cây tất cả của mã số 10 cũng 200.000. Mã số 11. Mã số 11 thì có 3 cây, 2 cây xếp đứng nhưng mà có một cây nó bị gãy gập mất cái ngọn, gãy mất cái ngọn. Đó, gãy mất cái ngọn, về cô chú anh chị chăm lại và nó sẽ đẻ nhánh mới. Đó. Mã số 11 200.000 đi, có cây lỗi cho nên 200.000 đi. Mã số 12. Mã số 12 có 2 cây duy nhất thôi, cây nó khá là lớn. 220.000 cho mã số 12. Mã số 13. Mã số 13 cây đi ạ, khá là đẹp. Đó, 200.000 cho mã số 13. Mã số 14 là một rể một mẹ một con. Nguyên một rể một mẹ một con nha. 200.000 cho mã số 14. Mã số 15, mã số 15 có 3 cây. Cây khá là to. Đó, 200.000 cho mã số 15. Mã số 16 đây. Mã 16 có một dề một mẹ một con và một cây rời, em để cái thế của nó như nhau, về cô chú anh chị mình dễ ghét. 200.000 cho mã số 16. Mã 17 này. Một cây, hai cây và ba cây của mã số 17 cũng 200.000 cho mã 17. Mã 18 có 3-4 cây tất cả của mã 18, nó cùng thế nhau, về cô chú anh chị mình ghép sẽ rất là đẹp. 200.000 cho mã 18. Đó. Mã 19. Mã 19 cũng có 3 cây nha, 3 cây của mã 19, 200.000 cho mã 19. Mã 20 này. Mã 20. Đây, mã 20 có 4 cây. 4 cây. Những cây như vậy về cô chú anh chị mình ghép nó rất là ít khi bị rụng lá chân và đến sang năm thôi, hoặc là 1-2 năm thì cô chú anh chị mình sẽ có một giò quế rất là đẹp luôn, đúng không ạ? Hoa của quế thì cô chú anh chị biết rồi, cực kỳ là thơm. Quế tháng 8 thì cô chú anh chị mình biết rồi, đúng không ạ? Và lá của cái dòng quế vùng Hòa Bình thì nó khá là to, khá là mỡ. Đấy, rất là đặc trưng. 220.000 cho mã 20. Mã 21. Mã 21 có 2 cây thôi. Cây này là bị lỗi mấy lá nha cô chú anh chị ơi. Đấy, có đang có rễ con ra rồi này. Vì không sợ, không lo bị trột. 200.000 cho mã 21. Mã 20. Hai mã cuối cùng ở đây là một nguyên một rề luôn. Nguyên một rề và rề này nó khá là lớn. Rề này khá là lớn nha. Vì cô chú anh chị mình ghép được một giò to luôn. Ghép được một giò to luôn. Nói chung là cái hàng rừng về thì cô chú anh chị mình thông cảm cho em, bởi vì là nó tất nhiên là nó sẽ bị lỗi 1-2 lá, hoặc là nó sẽ bị lỗi một ít lá, cho nên em không thể nào đảm bảo cho cô chú anh chị hàng gãy lá dập lá 100% được. Đấy, nó còn vận chuyển xa gần nữa, đúng không ạ? Mã 22, nguyên rể của mã 22, em bán cô chú anh chị mình 900.000 nhá. 900.000 cho mã 22, nguyên một rề nó khá là lớn. Đó, nguyên rề khá là lớn, về cô chú anh chị mình ghép 1-2 năm lên thì nó sẽ rất là đẹp. Đó rồi em ạ, cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều. Hy vọng cô chú anh chị sẽ đăng ký kênh ủng hộ em ạ.